Đất nước đổi mới, lấy con người làm chủ thể. 92 triệu dân của Việt Nam nói chung, hơn 800.000 người sống tại Hậu Giang nói riêng, đang phấn đấu để hướng tới một cuộc sống có ăn ngon, mặc đẹp, học hành, việc làm và được chăm lo sức khỏe. Ngành y tế gánh trên vai nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho dân. Cái nghiệp làm dâu trăm họ này trao cho Hậu Giang những ngày đầu thành lập tỉnh, khó như lửa thử vàng. Nhưng thành quả 15 năm chăm lo sức khỏe nhân dân của y tế Hậu Giang, đó là gặt hái được nhiều tiếng thơm và nâng tầm đột phá. Năm 2004, Hậu Giang chỉ có 60 trên 70 xã có trạm y tế, nhưng hơn phân nửa bị xuống cấp. 1.216 cán bộ toàn ngành mà chỉ có 210 bác sĩ. Tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân là 2,71 và tỷ lệ dược sĩ trên vạn dân là 0,1, hoàn toàn không đạt yêu cầu. Những ca bệnh khó phải bấm bụng chuyển lên tuyến trên. Hơn ai hết, người bác sĩ thấy đau lòng biết bao khi bệnh đến mà chưa cứu được. Thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị và bác sĩ hiện diện ngay trước mắt, trong khi sức khỏe người dân được trao gửi vào những trạm xá tạm bợ. Những người lãnh đạo đầu tỉnh, đầu ngành gối đầu trăn trở, muốn cải tổ phát triển thì các cấp lãnh đạo quản lý phải chung sức chung lòng. Muốn chăm sóc sức khỏe tốt thì điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có trang thiết bị, phải có cơ sở vật chất và phải có đội ngũ cán bộ y tế. Tiền lấy đâu ra? Nguồn nhân lực ở đâu có? Khi mà mỗi một bác sĩ như vậy thì phải đào tạo từ 6 đến 7, 8 năm chúng ta mới có được một cái lực lượng cán bộ y tế như vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó khoảng 10.000 dân thì được 4 giường bệnh. Rồi bác sĩ thì thiếu trầm trọng, không có tuyến xã là không có bác sĩ. Tuyến huyện, tuyến tỉnh thì cũng có nhưng mà vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Trạm y tế chưa đủ cũng đồng nghĩa người dân vùng sâu chịu nhiều thiệt thòi. Khó khăn đó làm cho lãnh đạo tỉnh khi ấy nhiều trăn trở. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh ủy đề ra mục tiêu phải tập trung hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở ngay sau khi cơ bản đã đầu tư lớn cho giáo dục. Giai đoạn đầu, đề án của ngành y tế xây dựng chỉ có 115 tỷ đồng. Nhưng sau khi rà soát kiểm tra, Bí thư tỉnh ủy khi ấy là ông Huỳnh Minh Chắc đã quyết định nâng cấp và sửa chữa 47 trạm y tế xã với số tiền trên 249 tỷ đồng. Khi ấy, ông cũng là người tiên phong vận động. Các doanh nghiệp ngân hàng ủng hộ việc làm đạo lý này gần 200 tỷ đồng. Giáo dục cái y tế chúng ta cũng hết sức quan tâm bởi vì cái này nó gắn liền với cái cuộc đời, cái sự nghiệp và cái cuộc sống của người dân. Những cái trăn trở này, cái lo toan này là buộc chúng tôi phải tìm cái cách khác, là bằng mọi cách là tranh thủ vận động các cái mạnh thường quân, các cái doanh nghiệp, các cái nhà tài trợ là có khả năng họ có thể giúp được Hậu Giang để hoàn thành được các cái mục tiêu nhiệm vụ mà trong cái nhiệm kỳ chúng tôi đặt ra. Thì báo với các đồng chí cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ là hầu như các cái chỉ tiêu nghị quyết chúng tôi đều đạt rồi được. Sự chân thành của lãnh đạo tỉnh đã chinh phục các tổ chức cá nhân tích cực đóng góp. 47 trạm y tế khang trang với trang thiết bị hiện đại đã ra đời bằng những tấm lòng như thế. Dân khỏe mới có sức làm giàu. Đảng bộ, chính quyền Hậu Giang đầu tư vật chất lẫn nguồn lực y tế là để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, những người đã chịu nhiều mất mát trong hai cuộc kháng chiến. Công chức, viên chức của ngành y tế Hậu Giang thì tuyệt đa số là có cái quê hương tại Hậu Giang, là con người Hậu Giang. Và họ đã gắn bó với cái quê hương của họ,
đồng thời họ có một cái tâm và có một cái lòng yêu nghề rất là tốt. Và chính vì cái gắn bó với quê hương như thế thì họ đã vượt qua những khó khăn. Có những lúc là phải nói là bệnh, các cơ sở khám chữa bệnh là anh em đời sống rất là khó khăn, nhưng anh em vẫn là bám trụ và vẫn là kiên trì học tập để nâng cao trình độ. Đây phải nói là cái thứ nhất là cái quê hương, thứ hai nữa là cái nhiệt tình, cái tâm huyết yêu ngành yêu nghề. Với sự đầu tư có trọng tâm và mang tầm chiến lược lâu dài về hệ thống y tế cơ sở đã mở đường cho việc phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Từ năm 2008, mở màn là nguồn tài trợ dự án hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long. Có 500 viên chức được gửi đi đào tạo bác sĩ, 1.000 bác sĩ điều dưỡng được cử đi bồi dưỡng nâng cao tay nghề. Hiện toàn tỉnh có 538 bác sĩ, trong đó có 1 phó giáo sư tiến sĩ, 14 thạc sĩ, 37 chuyên khoa cấp 2, 138 chuyên khoa cấp 1. 847 viên chức và học sinh đang được gửi đi đào tạo đại học y khoa và sau đại học chuyên khoa sâu, hứa hẹn sẽ là một nguồn lực chất lượng phục vụ cho ngành. Điển hình như chuyện một bác sĩ sản khoa những ngày đầu nhận công tác tại trạm y tế huyện Phụng Hiệp cũ. Nhiều lần nhìn cảnh bệnh nhân lâm vào tình thế nguy cấp, bác sĩ Võ Văn Tiệp đã vừa làm vừa đi học nâng cao tay nghề. Giờ đây vững tay để mở rộng điều trị các bệnh ngoại khoa. Nhìn lại một chặng đường phấn đấu, bác sĩ Tiệp thấy đã kịp thời đóng góp cho ngành những ca cấp cứu, giành giật mạng sống cho người bệnh. Thì nhìn lại cái quá trình mà mình đã công tác từ năm 95 đến giờ thì phải nói là cũng có một cái bước tiến rất là lớn, thì cũng triển khai được nhiều cái kỹ thuật để đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc sức khám bệnh của người dân ở trong vùng và quanh vùng. Từ chỗ các cơ sở vật chất, vững tay nghề đã đẩy thành tích ngành y tế lên tầm phát triển mới khi ứng dụng các phương pháp mới trong điều trị bệnh. Mổ sọ não, mổ nội soi ổ bụng, gần đây nhất là thay khớp háng, gối và quá trị ung thư. Từ đó giúp cho nhiều người dân thoát khỏi cơn hiểm nghèo, giảm chi phí điều trị và hơn hết là y đức của đội ngũ y bác sĩ trong tỉnh ngày càng tốt hơn. So với cái thời điểm 2004 thì chúng ta chỉ có 19 khoa phòng. Hiện nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh tới 34 khoa phòng, gồm trong đó là 19 khoa lâm sàng, gọi là khoa chuyên môn, 19 khoa chuyên môn để mà trực tiếp chăm sóc điều trị cho bệnh nhân. Và cái thời gian qua thì về chuyên môn, về chất lượng chuyên môn, về trình độ chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có những cái bước tiến rất là nổi bật. Ở đây chúng tôi chú trọng cho việc nâng chất lượng của cán bộ ngành y và kể cả nhân viên ngành y tế. Trong đó quan tâm gắn với lại y đức cho cái đội ngũ này. Cái thứ hai là cũng đẩy mạnh đào tạo cái nguồn nhân lực để phục vụ đủ, để phân bổ cho các cái đơn vị, các tuyến y tế cơ sở. Cái thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện y tế dự phòng và phòng chống dịch chủ động trên cái địa bàn của tỉnh. Và thực hiện tốt cái bảo hiểm y tế toàn dân. Y tế Hậu Giang tròn 15 tuổi, một chặng đường dài tập thể ngành đã vươn lên học tập nâng cao tay nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt, đó mới chính là cái gốc để xã hội phát triển bền vững theo thời gian. Những đêm gối đầu trăn trở của các cấp lãnh đạo, chính quyền đã khoác lên mình ngành y tế Hậu Giang một chiếc áo mới, mang đến điều tốt lành cho nhân dân.